Rồi bây giờ tôi kiểm tra bát bo từng bạn nha. Để xem bát bo của các bạn còn đi du lịch được tới khi nào nha. Bát bo của bạn này tới ngày mấy hết? Em không biết bạn này đã khởi 2021. Bây giờ kiểm tra tới bát bo của bạn Hồng Duy à. Kiểm tra bát bo của bạn người cát Nori nào, có giá trị đến ngày mấy nào bạn Nori cho mấy bạn xem nha. Bạn Nori biết bây giờ mình đi đâu không? Dạ đi à. Em không biết nữa. Đi đâu? Mà sao trong cái vé này đi Singapore? Dạ, tại đó là không được, phải đi chuyến. À, gọi là hóa cảnh nha bạn người cá nha. Rồi. Giá trị passport của bạn sử dụng đến ngày nào nè? Em không biết coi. Coi ở chỗ này nè. Ngày mấy? Ngày 16 tháng 5 năm 2020 mấy? 2021. Rồi, ngồi trên máy bay 45 phút không có việc gì làm hết, mình tính làm gì đây? Ăn mì ăn tiêu. Ăn mì gì vậy? Trời ơi. Lên máy bay giấu thêm bịch mì để ăn nữa trời các bạn ơi. Bạn người cá Nori đúng là chuyên gia ăn uống rồi nha. Đi đâu cũng có đồ ăn lục trong người bạn á, ra tàn đồ ăn không vậy ta? Còn giấu chỗ nào nữa không? Bạn giấu tùm lum đồ ăn hết nha, mình biết rồi nha. Đi kế bạn Nori không sợ chết đói nha mấy bạn. Mình thì mình ăn kế với Nori, mình không sợ chết đói. Chụp hình á. Hả? Yes. Được, chụp hình đi. Được không? Người cá famous chưa? Đi đâu mà mày? Bye bye. Wow. Thế mình làm người cá mình nổi tiếng không mấy bạn? Các bạn thấy làm người cá sướng không? Đi đâu cũng có người muốn xin chụp hình. Tiếp viên hàng không mà xin chụp hình với Nori luôn. Trời. Thôi, hạnh phúc quá rồi còn gì nữa.